Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Yaro. Hãy cùng mình Thảo Hoàng khám phá những điều mới ảnh trong bóng đá. Trong với số tiền thưởng mà tuyển nữ nhận được sau huy chương vàng SEA Games 30, chiến thắng 1-0 trước Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 đã giúp tuyển nữ Việt Nam lần thứ 6 giành được tấm huy chương vàng SEA Games. Ngay sau chiến tích này đã có nhiều cá nhân tổ chức công bố khoản tiền thưởng dành cho các cô gái của chúng ta. Hãy cùng Mr. Yaro tổng hợp lại số tiền thưởng mà tuyển nữ nhận được sau huy chương vàng SEA Games 30. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh của chúng mình nhé. Xin chào. Chiến thắng 1-0 trước Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 6 giành được tấm huy chương vàng SEA Games. Ngay sau chiến tích này đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức công bố những khoản tiền thưởng dành cho các cô gái của chúng ta. Tối ngày 8 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã trải qua 120 phút đầy nhọc nhằn trước Thái Lan mới có thể đánh bại đối thủ với tỷ số là 1-0. Qua đó, có lần thứ 6 giành tấm huy chương vàng SEA Games trong lịch sử các kỳ đại hội. Ngay sau thành tích ấn tượng này, tin vui về tiền thưởng đã liên tục đến với các cô gái Việt Nam. Về vật chất, trên trang thông tin chính phủ đã đăng tải thông tin. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực đối với các nữ tuyển thủ. Nó chắc chắn sẽ giúp cô gái vàng của bóng đá Việt Nam thuận tiện hơn trong việc đi lại hàng ngày. Về tiền mặt, ngay sau khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho tập thể đội tuyển nữ Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng tặng thưởng 1 tỷ đồng với thành tích giành ngôi hậu tại SEA Games 30. Ngoài ra, ông Phạm Thanh Hùng, trưởng đoàn môn bóng đá nữ tại giải đấu năm nay cũng quyết định tặng thưởng 1,5 tỷ đồng bằng tiền cá nhân cho toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó, trong mỗi trận đấu vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam, ông Hùng cũng trích tiền túi ra thưởng 500 triệu đồng cho mỗi trận đấu. Ước tính, tổng số tiền vị trưởng ban này đã chi ra để thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam trong kỳ SEA Games 30 lần này là không dưới 3 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên ông Hùng giữ cương vị là trưởng ban bóng đá nữ quốc gia và cùng đội tuyển thi đấu tại một giải khu vực. Ngoài vai trò ở VFF, ông Phạm Thanh Hùng cũng chính là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khai thác khoáng sản Vàng Hà Giang. Ngoài ra, còn có rất nhiều cá nhân, tập thể cũng đã tuyên bố thưởng nóng cho các cô gái Việt Nam với số tiền tổng cộng là khoảng 12 tỷ đồng, bao gồm 2,5 tỷ đồng tiền thưởng từ các trận vòng bảng. Một số doanh nghiệp tuyên bố thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam là ngân hàng HDBank thưởng 500 triệu đồng, ngân hàng Vietcombank thưởng 500 triệu đồng, tập đoàn Novaland thưởng 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, bà Đỗ Thị Kim Liên, Sắc Liên thưởng 500 triệu đồng, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án Nhân dân tối cao thưởng 300 triệu đồng, Công ty Bảo Hưng thưởng 300 triệu đồng, doanh nhân Lê Hoài Anh thưởng 200 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng 100 triệu đồng, Công ty Mabifa thưởng 100 triệu đồng. Một số doanh nghiệp trước đó thưởng nóng cho tuyển nữ Việt Nam là tập đoàn Hưng Thịnh 1 tỷ đồng, BIDV 500 triệu đồng, Dược phẩm Cửu Long 400 triệu đồng. Riêng hậu vệ Trương Thị Kiều, nữ cầu thủ chân rướm máu, nén đau thi đấu là một trong số các cầu thủ được thưởng riêng với số tiền là 50 triệu đồng sau trận chung kết với Thái Lan. Cũng mới đây, Vingroup đã phát đi thông báo sẽ tặng thưởng tất cả các vận động viên Việt Nam giành huy chương tại SEA Games 30 đang được tổ chức tại Philippines. Cụ thể, mỗi thành viên của đội tuyển bóng đá nữ sẽ được tặng một xe máy VinFast Clara S trị giá là 39,9 triệu đồng và 20 triệu đồng tiền thưởng. Riêng huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ được tặng một ô tô VinFast Lux A trị giá là 1,35 tỷ đồng. Trong khi đó, những vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng, bạc, đồng tại SEA Games 30 được tặng thưởng tương ứng 20 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng trên một huy chương. Tổng cộng, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng lên tới 12,2 tỷ đồng cho cả hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30. Trước đó, đội đã được thưởng 4 tỷ do thành tích lọt vào tới trận chung kết. Con số này nhiều khả năng sẽ còn tăng lên nữa sau khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trở về Việt Nam. Không chỉ vậy, một tổ chức giáo dục cũng hứa là sẽ mời các tuyển thủ nữ Việt Nam nhập học tại một số trường đại học cao đẳng thuộc hệ thống của mình với mức học bổng là 90% cho toàn bộ 3-4 năm học, tương đương là 70-250 triệu đồng. Tổ chức này cũng cho biết là sẽ giúp các nữ cầu thủ Việt Nam tìm việc trong thời gian đi học nếu cần thiết. Đây là những khoản thưởng, động viên hết sức kịp thời đối với đội tuyển nữ Việt Nam trong bối cảnh bóng đá nữ nước nhà còn rất nhiều khó khăn, khép lại những chuyến thi đấu thành công khi xuất sắc bảo vệ danh hiệu huy chương vàng tại SEA Games 30. Các cầu thủ nữ dự kiến được nghỉ ngơi từ 7 đến 10 ngày trước khi tiếp tục quay trở lại tập trung để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đầu năm 2020 là tham dự vòng loại thứ 3 Olympic năm 2020 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 năm sau.
Theo các khán giả của Mr. Zero thì liệu mức thưởng trên có xứng đáng với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hay chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!